Xin chào các anh chị, xin chào các bạn học viên, xin chào các nhà đầu tư. Bài học tiếp theo trong cái phần nội dung nói về phân tích kỹ thuật trong trading coins, tức là trong cái quá trình đầu tư mua bán các đồng tiền kỹ thuật số. Thì hôm nay tôi sẽ nói về hai cái thuật ngữ được sử dụng rất nhiều, đó là MACD và RSI. Thế thì các bạn biết rồi đấy ạ, tôi đã nói rồi là những cái kỹ thuật phân tích này nó chính là các cái kỹ thuật phân tích trong thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ, và sau đó thì nó cũng được áp dụng cho tất cả các thị trường chứng khoán, bao gồm như là thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu mà các bạn mà lên Google, các bạn tìm những cái từ khóa như là MACD, RSI hay là phân tích kỹ thuật vân vân, Fibonacci vân vân, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều các bài viết đều sử dụng các thuật ngữ này liên quan đến chứng khoán, liên quan đến ngoại hối, liên quan đến vàng, bởi vì cái công thức mà để phân tích nó cũng gần giống nhau. Và tin tốt thì tôi thấy rằng là thị trường coin, thị trường tiền kỹ thuật số nó rất giống với thị trường chứng khoán, và nó cũng khá là tương đồng với thị trường ngoại hối, tức là các cặp tiền tệ Forex. Thì trong khoảng 6 tháng trở lại đây thì tôi liên tục nghiên cứu và tìm hiểu về Forex, chứng khoán Mỹ cũng như là tiền ảo, thì tôi cũng biết một đôi chút. Vậy thì hôm nay video này thì tôi xin phép nói một cách cơ bản nhất về thuật ngữ và cách sử dụng đường MACD, chỉ số RSI trên biểu đồ phân tích để mà giúp cho các nhà đầu tư có thêm các thông tin. Các bạn phải nhớ rằng là tất cả những cái phân tích, những cái chỉ số, những cái đường vẽ nó đều có công thức chạy bằng phần mềm, nó được chạy trực tiếp trên cái web của chúng ta rồi. Và thứ hai nữa là nó đều dựa trên các cái mức giá của lịch sử. Mức giá của lịch sử tức là như nào? Tức là bây giờ chúng ta không biết được ngày mai giá sẽ ra sao, ngày kia giá lên hay giá xuống. Nếu như chúng ta biết thì chúng ta là nó xuống thì bây giờ chúng ta bán, mà nó lên thì bây giờ chúng ta mua, thì chúng ta cứ thế là chúng ta giàu, đúng không ạ? Và chúng ta là thánh khớp lệnh. Thế nhưng mà vì chúng ta không biết và ngày mai rồi sẽ ra sao, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta mới phải sử dụng các cái chỉ số kỹ thuật cũng như là các phân tích để mình dự báo. Vâng, nhớ rằng là đấy là dự báo chứ nó không phải là dạng khẳng định là sẽ như thế, đúng không ạ? Nó có thể đúng và nó cũng có thể sai. Đặc biệt là phân tích kỹ thuật nó chỉ thường tỷ lệ đúng cao ở trong cái mức độ ngắn hạn, trung và dài hạn thì bắt đầu nó chuyển sang tỷ lệ là thấp hơn. Thế thì như tôi đã trình bày trong các bài học trước thì giới phân tích và giới đầu tư là trong lĩnh vực thị trường coin hoặc là thị trường chứng khoán thì có hai cái trường phái phân tích chính, đấy là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Thì phân tích cơ bản thì tôi đã hướng dẫn các bạn trong một cái video sử dụng một cái công cụ là một cái website coinmarketcap.com, đúng không ạ? Chỉ ra một số những cái thông số cơ bản rồi. Thế còn phân tích kỹ thuật thì chúng ta phải là sử dụng các biểu đồ, đồ thị, đường đi lên, đường đi xuống, vân vân, đúng không ạ? Thì đây là cái kiến thức này thì nó cũng không phải là kiến thức cao siêu, nó vẫn chỉ là kiến thức cơ bản của phân tích kỹ thuật thôi. Đường MA, MACD, đúng không ạ? RSI, rồi thì momentum vân vân. Đó. Thế thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải biết đấy là đường MACD là gì, đúng không ạ? Ở đây người ta gọi nó là đường phân kỳ và hội tụ của đường trung bình. Vâng, của đường trung bình động, được chưa ạ? MACD, đường phân kỳ và hội tụ của đường trung bình động. Thế thì cái công cụ chỉ báo MACD này do một cái người có tên là gọi là Zero Apep, đúng không ạ? Vâng, các bạn có thể search Google ra Zero Apep. Ông này ông mới phát triển và cái làm một cái chỉ số cho bộ công cụ để mà chúng ta nhìn vào đó, chúng ta phân tích, chúng ta dự báo. Cái đường di động mà nhanh hơn lúc này là cái đường MACD đấy, là sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động san bằng hàm mũ của các cái mức giá đóng cửa thường là 12 cho đến 26 ngày qua hoặc là tuần vừa qua trong cái lĩnh vực thị trường chứng khoán, đúng không ạ? Và đường di động chậm hơn, đúng không ạ? Thì lúc này người ta gọi là đường tín hiệu, thì thường sử dụng trung bình động san bằng mũ 9 của kỳ đường MACD. Các cái tín hiệu mua và bán thực chất là chỉ được đưa ra khi hai cái đường này cắt nhau. Và khi đường MACD mà hướng cắt hướng lên trên thì
thì tín hiệu chậm hơn đó là tín hiệu mua, đó là tín hiệu mua. Và khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu chậm thì đó là tín hiệu bán. Nhớ nhé, nó là tín hiệu, đúng không ạ? Nó tín hiệu giống như đèn xanh đèn đỏ ấy, là nó tín hiệu là gì ạ? Đèn xanh là bạn được đi, nhưng đèn xanh bạn đi không có nghĩa là bạn sẽ không gây tai nạn, không có nghĩa là bạn sẽ không gặp tai nạn, đúng không ạ? Thằng khác nó phi tới. Thế thì trong cái ý nghĩa đó thì cái đường MACD giống như là cái cách thức mà cắt nhau của hai đường trung bình động. Đấy, tuy nhiên thì cái giá trị của đường MACD này cũng dao động lên trên và xuống dưới cái đường không, mà đó là nơi bắt đầu mà tương đồng, đúng không ạ, của một dao động. Cái đường số 0 đấy mình gọi đó là đường không, đường nằm ngang. Thì cái tình trạng mua quá mức được thể hiện khi hai đường này nằm quá cao so với đường không, người ta gọi là vùng quá mua, đúng không ạ? Và tình trạng bán quá mức là khi hai cái đường này nằm quá thấp so với đường số 0. Cao hơn thì người ta gọi là quá mua, mà thấp hơn thì người ta gọi là quá bán, đúng không ạ? Quá bán. Vâng, tức là quá mua tức là người ta mua nhiều quá, đúng không ạ? Overbought. Đấy, và quá bán là bán nhiều quá, oversold, đúng không ạ? Tín hiệu mua tốt nhất được cho là khi những cái đường mà nằm đều dưới cái đường số 0 này. Đấy, tức là khi bị bán quá mức, đấy là tín hiệu mua tốt nhất, đúng không ạ? Thì sau khi mà người ta quá bán như vậy thì thông thường giá sẽ giảm và mình mua được giá hời. Và sau một chu kỳ sóng 2 sóng 3 sóng 4 sóng nó hồi lên thì rất có thể chúng ta sẽ đạt được cái mức giá tốt hơn để chúng ta mua, đúng không ạ? Để chúng ta có thể bán ra và chốt lời. Những cái điểm mà băng lên giữa trên hay dưới cái đường số 0 này chính là cách thức để tạo ra các tín hiệu mua và bán tương ứng, được chưa ạ? Như vậy là chúng ta sẽ quan tâm đến là gì ạ? Cái đường số 0. Cái đường số 0 trong cái đường MACD là chủ đạo, được chưa ạ? Và đường MACD là được biểu thị, tôi nói lại là hiểu đơn giản thôi, biểu thị cái lực mua và lực bán của thị trường. Đấy, nếu mà đường MACD mà nằm trên cái đường số 0, đúng không ạ? Vâng, thì người ta gọi là quá mua, và nằm dưới thì người ta gọi là quá bán. Vậy khi bạn muốn mua thì hãy chọn vùng quá bán, mà khi bạn muốn bán thì hãy chọn vùng quá mua, đúng không ạ? Vâng, rất là tốt. Cái chỉ số thứ hai mà chúng ta cũng rất là thường gặp trong chứng khoán Mỹ cũng như là đầu tư tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa ngày nay, đó là biểu đồ chỉ số RSI. Vâng, RSI, tên tiếng Anh của nó là Relative Strength Indicator, tức là chỉ số sức mạnh tương đối. Strength, đúng không ạ? Strength là sức mạnh. Đấy, sức khỏe, đúng không ạ? Vâng. Cái chỉ số RSI này dùng để đo sức mạnh hoặc là độ yếu tương đối của một loại đồng tiền ảo, của một cái mã đồng tiền, ví dụ như là BCC, BCH, đúng không ạ? Chôn hay là XRP, đúng không ạ? Ví dụ như thế. Đấy. So với là gì ạ? Nó, đúng không ạ? Nó tự so sánh với chính nó trong một khoảng thời gian nhất định, mà thường dùng cái chu kỳ là 14 ngày nhá. RSI là đo sức mạnh hoặc là độ yếu tương đối của một mã tiền ảo, của một mã tiền ảo so với anh và so với chính nó nhá. Trong một khoảng thời gian nhất định, ở đây thường là 2 tuần, đúng không ạ? 14 ngày. Thì RSI là một cái công cụ mà đo dao động, đúng không ạ? Ở đây là gì ạ? Tiếng Anh nó gọi là oscillator, đo dao động lên xuống. Có biên trên và biên dưới, được đánh theo cái ngưỡng là từ 0 cho tới 100 nhá. 0 cho tới 100. Phần dưới cùng của biểu đồ trên RSI đấy, 14 ngày đấy, thì đường trung bình nằm giữa đường màu xám 50, được chưa ạ? Vâng, các bạn nhớ là nó sẽ chia là đường trung bình là đường giữa nằm màu xám 50. Và biểu đồ RSI sẽ có một số những cái chú ý như sau. Đường 50 chính là đường ở giữa, nó giống như cái đường số 0 trong cái MACD ấy, đúng không ạ? Đường 50 là đường ở giữa nhá. Là một dấu hiệu nhận biết là chứng khoán, đúng không ạ? Hay là tiền ảo hay tiền kỹ thuật số đấy, đúng không ạ? Là sắp tăng giá hay là sắp giảm giá, được chưa ạ? Vâng. Nó cứ đi qua, nó cứ đi dưới, đi trên. Nếu như mà đường RSI mà vượt qua cái đường 50 này, đó là dấu hiệu giá của cái đồng tiền ảo đó, cái đồng tiền kỹ thuật số đó, hay là
cái mã chứng khoán đó, được chưa, là đang có kỳ vọng tăng giá, tăng giá so với chính nó. Tại vì chúng ta nhớ rằng là tất cả những cái mà chúng ta bàn ở đây là đều nói về giá, giá, giá của một đồng tiền kỹ thuật số nào đấy, của một cái mã tiền mà mình giao dịch hay của một cái token nào đấy, đúng không ạ? Và như vậy nếu mà nó vượt qua cái đường này là dấu hiệu của tăng giá, và chúng ta nhìn vào như vậy là gọi là bullish, đúng không ạ? Trong tiếng Anh, trong chứng khoán gọi là bullish. Và ngược lại, nếu mà đường RSI này, đường RSI này hoặc là đường RSI này, đúng không ạ, giảm xuống dưới đường 50, đó là dấu hiệu của cái mã hoặc là của cái loại đồng tiền kỹ thuật số đó là đang có kỳ vọng được giảm giá, người ta gọi là bearish, đúng không ạ? Vâng, ở đây thì ta sẽ nhấn mạnh là kỳ vọng nhé, kỳ vọng tức là chúng ta mong muốn điều đó chứ không phải là một cái khẳng định, bởi vì biểu đồ là luôn thể hiện quá khứ giá của một cái cổ phiếu hoặc là của một cái đồng tiền nào. Tất cả chúng ta đều nhìn thấy là quá khứ, nếu ở đây là hiện tại và đây là tương lai, thì quá khứ chúng ta biết là hôm nay Bitcoin là đang là 9.500, ngày hôm qua là 8.700, đúng không ạ, ngày hôm kia là 9.000, ngày hai hôm trước nữa là rẻ là 11.000. Chúng ta nhìn thấy quá khứ, chúng ta không biết ngày mai là Bitcoin sẽ lên 11.000 hay là lại xuống 8.000, thì chúng ta sẽ dùng đường RSI để nhận ra cái kỳ vọng, chúng ta sử dụng cái đường MACD để phân tích nó là như thế, được chưa ạ? Vâng. Và khi xác lập cái xu thế mới thì sẽ làm cho chúng ta là các trader, đúng không ạ, các investor là tin tưởng vào là cái mức giá tăng hoặc giảm, và lúc đấy chúng ta ra quyết định mua hay là bán hay là giữ, có đúng không ạ? Vâng. Tiếp tục ở phía bên trên nó có một cái đường đánh số gọi là đường 70. Vâng, tức là chia thang từ 0 đến 100 thì có 50 là ở giữa đường 70 nhá. Phía trên cái đường này được coi là ngưỡng lỗ mua, đúng không ạ, hay là vùng quá mua, overbought, đúng không ạ, ngưỡng lỗ mua hay là vùng quá mua nhá. Nghĩa là ở cái vùng này, ở cái mình nhìn thấy cái đồ thị như vậy, mình đánh giá là thị trường đã mua lỗ quá nhiều so với mức cân bằng của thị trường, được chưa ạ? Vâng, tức là các cái nhà đầu tư, những cái người mà trader, những người đang mua bán, đúng không ạ, sẽ bán bớt ra để trở về mức cân bằng, làm cho giá giảm xuống, đúng không ạ? Và thường cái đường RSI mà rớt xuống dưới 70 đó là dấu hiệu là gì ạ? Cái đồng tiền đó, cái mã tiền ảo đó là đang gì ạ? Có xu hướng là giảm. Đấy. Tiếp tục ở phía bên dưới của đường 30, phía bên dưới của đường 50. Nó gọi là đường 30. Vậy mình sẽ quan tâm là 30 này, 50 là 70 là 100 này, không ở phía dưới, ok. Thì đường 30 ở phía dưới được coi là ngưỡng lỗ bán, oversold, hay gọi là vùng quá bán. Thiết lập cái vùng như vậy người ta gọi là vùng quá bán, được chưa ạ? Nghĩa là lúc này lượng bán ra đã quá nhiều, làm giá giảm xuống thấp hơn so với giá cân bằng, đúng không ạ? Và lúc này các nhà đầu tư, những người mua bán, đúng không ạ, những người đánh tiền ảo như chúng ta, các cái đồng Bitcoin hay là cái đồng Ancoin đó, đúng không ạ, thì sẽ mua thêm vào để đẩy giá lên. Lúc này là giá mua đang tốt. Thường khi là đường RSI, đúng không ạ, mà ở phía dưới và vượt ngưỡng 30, đó là dấu hiệu chứng khoán hay là đồng tiền kỹ thuật số đó sắp tăng giá, được chưa ạ? Và chúng ta biết được cái công thức RSI bằng nhá, công thức RSI là bằng 100 trừ đi cho thương của 100 chia cho 1 cộng với RS nhá. Công thức của nó là RS bằng 100 trừ thương của 100 trừ trên 1 cộng RS, ok. Thế còn RS là cái gì, đúng không ạ? Công thức của RS thì lại bằng trung bình giá đóng cửa tăng của x ngày, đúng không ạ? Ví dụ như mình có thể là mình có thể đưa là 10 ngày hay là 14 ngày, 20 ngày, mình có thể đưa công thức vào. Và trên hầu như là trên các cái công cụ phân tích hiện nay thì họ đều mặc định chúng ta chỉ việc chọn thôi, chia cho trung bình giá đóng cửa của cái mã tiền ảo đó là của trong x ngày đó. Thế thì lúc này là các bạn có thể xem trên mạng, các bạn search cái công thức RSI bằng tiếng Anh thì họ giải thích rất là kỹ. Thế còn cái bằng tiếng Việt thì tôi phân tích như vậy, và cái thông tin này là thông tin chính xác của một cái người bạn của tôi là làm phân tích trong
công ty thị trường chứng khoán, một cái sàn chứng khoán rất là lớn của Việt Nam. Đấy, thì đấy là cái phần lý thuyết chung chung. Thế còn các bạn có thể lên mạng các bạn search thêm, các bạn tìm hiểu thêm, ví dụ như là các bạn Google search MACD hay là phân tích MACD, đúng không ạ? Hay là các bạn phân tích rất nhiều các cái chỉ báo vân vân, thì chúng ta sẽ thấy nó rất là nhiều, được chưa ạ? Và hai cái đường này nó là hai cái đường mà luôn luôn là người ta xem với nhau và song hành với nhau. Thì nhìn chung ấy, nếu mà các bạn có thể đi ra thị trường, hiện nay cái sách mà nói về đầu tư coin là gần như rất là ít, thế nhưng mà sách mà nói về đầu tư chứng khoán thì nhiều. Thì các bạn có thể mua thêm cái cuốn sách nói về đầu tư chứng khoán, thì đó là cái tài liệu mà tôi nghĩ rất là tốt để các bạn có thể xem thêm về coin, bởi vì các nguyên tắc của nó khá là giống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo, hoặc các bài học phân tích kỹ thuật tiếp theo. Tôi sẽ trình bày với các bạn thêm các cái chỉ số nữa. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.